còn một bình mật ong. Tiếp tục nào. Diều ăn ong đang đến, trốn đi. Bạn đã có thêm một bình nữa, làm tốt lắm. Bạn đã có thêm một bình nữa, làm tốt lắm. Hãy cẩn thận khi bạn thấy diều ăn ong lần sau. Nhìn này, bạn đã không còn nhiều thời gian, chúng ta phải nhanh lên. Bạn đã lấy được rất nhiều mật ong. Bạn là một chuyên gia lấy mật ong. Chúng ta là những ong thợ. Chúng ta hãy sửa tổ ong. Tổ ong đang thiếu một phần lớn. Bạn có thể sửa được không? Thợ xây tuyệt vời. Tôi là ong chúa, tôi sẽ có rất nhiều con. Kéo ấu trùng bé đến thức ăn. Bạn không thể ăn thứ này. Băng đá sẽ đóng băng ấu trùng, hãy cẩn thận. Bạn không thể ăn thứ này. Băng đá sẽ đóng băng ấu trùng. Lần tới nhớ tránh những tảng đá. Sự thay đổi kỳ diệu. Đó là tổ ong thợ nhỏ dễ thương. Tổ ong đã có thêm một ong thợ mới. Bạn thật sự tuyệt vời. Chào mừng bạn đến bữa tiệc hoành tráng nhất của ong. Bữa tiệc sắp bắt đầu. Chúng ta hãy giúp ong chúa chuẩn bị phấn hồng. Tính mắt. Wow. Lông mày.
Sâm môi. Tinh mắt. Tinh mắt. Phình hồn. Tinh mắt. Lông mày. Kính màu. Kính màu. Tinh mắt. Sâm môi. Kính màu. Phình hồn. Áo váy. Áo váy. Vương miện. Cánh. Wow. Cánh. Vương trượng. Giày. Vương miện. Giày. Cánh. Giày. Vương miện. Bữa tiệc bắt đầu ngay bây giờ. Đây là bữa tiệc không thể quên. Những chú ong thợ và ong bảo vệ dũng cảm của chúng ta. Hãy cẩn thận, ong bắp cải đang ăn cắp mật ong. Bắn hắn bằng bom đi. Kéo pháo để bắn đạn pháo đi. Cho ong bắp cải biết ai là chủ nhân đi. Chúng ta không thể để ong bắp cải đến gần. Làm tiếc quá. Bắn tiếc quá. Cho ong bắp cải biết ai là chủ nhân đi. Chúng ta không thể để ong bắp cải đến gần. Bắn tuyệt quá. Cho ong bắp cải biết ai là chủ nhân đi. Chúng ta không thể để ong bắp cải đến gần. Bắn tuyệt quá. Làm tuyệt quá. Chúng ta không thể để ong bắp cải đến gần. Cho ong bắp cải biết ai là chủ nhân đi. Làm tuyệt quá. Lên đạn pháo đi. Nhắm vào ong bắp cải đi. Cảnh báo ong bắp cải, chủ nhân đang ở đây. Để nó nhận lấy đi. Hắn sắp bắn mũi kim độc kìa. Kéo để tránh đi. Thêm ít nữa. Bạn đã đánh bại ong bắp cày. Bạn là anh hùng của chúng tôi.